Châu xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Cả nhà ơi, hôm nay Châu ăn cơm với canh chua nữa. Thì cái vườn rau cái bên đó nó có nên là Châu cứ ăn canh chua suốt à cả nhà. Thì hôm nay ông xã Châu ông không chịu ăn. Hồi nãy cho ông ăn sáng trễ nên là ông còn no, ông không có muốn ăn. Nên giờ Châu ăn một mình. Chồng ơi, giao vô. Bên thế nào em sẽ cho cơm mơ có anh mơ rủ ông ăn không ăn cả nhà. Thì bây giờ một mình cho ăn à, cho xin mời cả nhà hãy cùng ăn với Châu. Dạ xin phép cả nhà và Châu ăn trưa. Châu bới có một ít cơm hả cả nhà, Châu ăn canh chua nhiều à. Cái này ăn với bún cũng ngon lắm mà Châu quên cả nhà, Châu quên luộc bún ăn. Cái này Châu nấu một ít bạc hà nè, với lại mấy trái cà, với ba con tôm với lại một được một trái đậu bắp. Hồi nãy Châu nấu thì Châu không có quay, tại vì mấy cái video trước Châu cũng quay rồi đó, quay nhiều quá thì nó cũng nhàm quá. Rồi một ít khóm, trái thơm á, rồi mấy cọng rau sam, mấy cọng rau muống là Châu múc ra được một tô vậy nè cả nhà, cũng nhiều lắm chứ bộ, mình cho ăn dư sức. Cái này hai vợ chồng ăn là vừa ăn luôn á, ngon quá à. Châu nấu ăn á cả nhà nhiều khi cũng hên xui chứ không có lúc nào cũng ngon, nhầm lúc ngon nhầm lúc cũng không có ngon. Hồi sáng đưa Na đi học xong cái Châu vô Châu dọn ăn sáng cho anh ba Na ăn. Xong cái Châu đi ra vườn cái bên nè, Châu hái một ít rau Châu vô nấu canh chua tại Châu thèm. Châu thèm canh chua, thích ăn canh chua lắm luôn cả nhà, tại vì canh chua nó dễ ăn á, ăn nó không có ngán. Có một mình cho ăn nên là cho ăn trong tô luôn cả nhà ơi. Canh chua muôn năm ngon quá. Ăn có mình không có biết chuyện gì để nói hết á cả nhà. Con xã thì nhiều khi còn hỏi ổng cái này cái kia một chút thì nó cũng đỡ đỡ đi. Tuy là ông xã cho không có nói nhiều nhưng mà khi cho hỏi ổng á cũng có chuyện để cho hỏi. Nhưng mà ổng không chịu, ông bữa nay ông không quay á, cái ăn ngồi ăn mình á.
cũng hơi ngại mà thôi kệ đi, chứ giờ cháu không biết quay cái gì nữa giờ. Nước mắm của cháu nè. Cháu sắc cái ớt xanh vô. Ngon quá à. Có cái vườn rau chứ đỡ tốn tiền lắm luôn á, cái nhà đỡ tốn tiền mua rau Việt ăn á. Cháu chồng vậy chứ cũng sợ là người ta không cho á, nên cứ chồng đại đi, khi nào người ta la thì thôi. Tại vì ở chung cư á, cả nhà người ta cũng nói chung người ta cũng hơi kỹ về mấy vấn đề mà mình trồng ngoài á. Lúc cháu mới chồng cho cũng sợ lắm luôn, nhưng mà sao thấy cũng im im. Lúc trước á, cháu quay cái video ăn canh chua với ông xã cháu á, có cô hay là chị gì đó nói cháu là nấu tôm cho nhiều nhiều một chút. Đợt đó thì cháu nấu 6 con hả ta, cái gia đình cháu vậy đó cả nhà ơi, ít có ăn tôm ăn đòi lắm. Ăn hôm bữa cháu nấu vậy chứ ăn còn dư mấy con không ăn cả nhà, dư mấy con lại cuối cùng cháu ăn. Gia đình cháu thì ăn chủ yếu là cháu á, nhất là cháu nha, là ăn rau á, cả nhà cháu thích ăn rau lắm. Nấu thì kiểu như mình nấu không á thì nó cũng không có được ngọt, với lại nó không có cái gì bỏ vô thì nó cũng kỳ, nhưng mà nấu ra xong thì chủ yếu là ăn rau không à cả nhà. Nên là nhiều khi cháu nấu đồ ăn thì cháu cũng ít có để thịt hoặc tôm á. Hôm bữa ông xã cháu cũng đâu ai, ổng ăn có một con à, ổng không có ai chịu ăn, không chê chê tôm. Việt Nam mình á, trong các loại canh, canh chua là cái loại canh dễ ăn nhất, ngon nhất. Hồi lúc xưa ông xã cho về Việt Nam á cả nhà, lúc đi về coi mắt cháu á thì vẫn đi đi á, đi 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 xe đi về quê á, thì ghé tiệm để ăn cơm á. Khi đó ăn cơm thì gọi ra canh chua nữa cả nhà, canh chua hình như khi đó là canh chua cá cá ba sa cá hú rồi đó cả nhà. Cái cô em là Mai Châu thì gọi vậy cũng cũng như không biết làm thì cứ gọi đi, không biết là người nước ngoài thì khi sợ ăn không có được á, nhưng mà gọi ra là ông xã cho ăn ngon lành luôn cả nhà. Ông ăn mà cái đầu con cá hú á, mà cái bụng cái đầu mà người ta cắt xích miếng như ở dưới một chút nghe, cái lườn bụng á cả nhà, cái mỡ á, họ ông ăn nó hút ruột luôn rồi. Con bé làm mai nó trời ơi em không ngờ trời ổng ăn giỏi vậy luôn á. Tại vì thường thường người Hàn thì họ ít ăn được thức ăn Việt Nam lắm, mới rồi đó, nên là cũng ngại, mà thấy ổng ăn được vậy đó cũng ngạc nhiên. Ổng ăn mà ổng thích ăn, ông chồng cho thích ăn cái phần mà bụng mỡ lắm cả nhà, nó béo quá, ổng ăn ổng hút ruột luôn, thấy thèm luôn á.
Châu thấy ổng thích ăn cái bụng mỡ vậy đó. Cái hồi khi mẹ chồng Châu qua á cả nhà, qua Châu qua đây nuôi Châu nè, lúc Châu sanh á thì Châu có kêu mẹ mua cái lườn bụng của con cá ba sa ký đem qua để nhiều khi Châu làm cho trong xã cho ăn á, tại thấy không thích ăn á. Đem qua thì khi đó đem qua cũng sợ người ta không có ấy, nhưng mà ai ngờ qua lọt được, cũng mừng đem qua làm cho ông ăn. Ngon. Bữa nay cho nấu canh chua me, cho bỏ me vô, có hột me trong đây, ăn trúng có hột me. Ngon quá cả nhà ơi. Cái món canh chua này á ai cũng thích ăn hết trơn. Hồi xưa lúc mẹ cho qua đây nuôi cho đẻ sanh Hana, bà qua đây cái không có rau Việt Nam mấy á cả nhà, cái bà thèm canh chua. Cái lúc đó bà thèm canh chua quá, cho mua rau muống trên mạng á cho mẹ Châu nấu ăn. Bà nấu ăn bà ăn ngon hết sức, bà nói thèm quá trời thèm rồi. Tại vì qua đây á cả nhà nó đâu có rau đầy đủ giống như bên bên Việt Nam, mà muốn ăn cái có ăn liền đâu, phải mua trên mạng thì vẫn cũng phải đặt trong vài ngày 2 ngày nó mới tới. Ngon quá trời ngon cả nhà, cho ăn cái món nào mà ngon cái Châu nói hoài vậy đó, cả nhà thông cảm giúp cho nha. Châu vậy đó cả nhà, cái nào ngon cái Châu khen hoài, còn cái nào không ngon hay là sao Châu cũng nói, chứ không có cái nào mà không 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 phải là cái nào không ngon cũng nói ngon, cái nào ngon là khen hoài, khen từ đầu tới cuối. Cả nhà thấy cho ăn mạnh ghê chưa, một tô mà cho ăn toàn có một xíu thì thiêu. Muốn ăn nữa nhưng mà no quá cả nhà. Cho nấu 3 con tôm múc ra vậy, múc cho có vậy thôi chứ còn nguyên 3 con tôm cả nhà, không biết cả nhà thấy không à. Rồi nguyên 3 con tôm nè. Không có thích ăn mấy cái thịt cá này kia nhiều, chủ yếu rau thôi à. Ngon quá, bữa nay ngon quá. Không có gì mà bằng đồ Việt Nam hết trơn. Thì cả nhà ơi, cho xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video ủng hộ Châu. Và nếu cả nhà thấy thích video hôm nay, hãy cho Châu xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để những người khác có thể biết đến kênh của Châu.
Và cả nhà hãy nhấn vào biểu tượng chuông rung để những khi Châu tải video lên thì nó sẽ thông báo cả nhà vào xem ủng hộ cho nha. À, xin chào cả nhà, chúc cả nhà luôn gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống nha cả nhà.